À, dạ em chào anh. Anh chơi không? Dạ. Coi lại coi anh nào. Trọng tâm tấm hình, bây giờ mình ra tấm hình là gì chứ, cũ nè. Nguyên bản tấm hình nè. Em coi coi. Anh cách đây 3 năm nhìn em cũng chưa nhận ra. Nè, chính giữa rồi kìa. Trời ơi. Đúng là áo nổi thật. Thấy không? Nổi nhất nhưng mà ảnh chọn em trúng bóc nha em. Dạ. Rồi, tặng đi. À, lần đầu anh có món quà tặng em, đây là một cái quyển sách mà anh rất thích và cũng rất là rất hay. Lần đầu anh đọc cái quyển sách này là hồi năm cuối năm đại học, mà lần này anh đọc lại thì anh cũng thấy hay nên anh quyết định tặng cho em. Dạ, em cảm ơn món quà của anh ạ. Sắp sách tự gì vậy em? Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Dạ, cái quyển sách này nói về cái tuổi trẻ chị. Giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng tuổi 20 á chị. Bây giờ mình hết 20 rồi, vậy là chị đâu cần đọc đâu đúng không? Bây giờ mình hết 20 rồi, vậy là chị đâu cần đọc đâu đúng không? Dạ không, cái cuốn sách này dành cho tất cả mọi người. Em cảm nhận như thế nào dạ, về món quà này? Em thấy quyển sách của anh rất ý nghĩa. Mặc dù em thì không có hay đọc sách, nhưng mà em sẽ về dạ, em sẽ đọc từng trang. Dạ, ok. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa rất tuyệt vời. Đây là món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món chả cá đế vương đó. Rồi vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Rồi ga lăng đi, phục vụ bạn gái đi. Em cho anh mượn. Anh mời em dùng. Dạ em cảm ơn. Ở nhà anh cũng hay thường nấu món gì anh ha? Anh thường thì nấu thịt kho, cá chiên. Dạ. Là hiện tại anh đang ở với quận Long An, là ở với gia đình có ba mẹ anh. À đúng rồi, anh ở với ba mẹ. Dạ. Nhà anh là có anh hay chị gì cũng không? À, gia đình anh thì có 4 người, hai chị anh thì có gia đình rồi, còn anh thì còn nhỏ em út nữa. Thì chắc anh ở nhà có em có mẹ chắc cũng nấu, chắc anh cũng ít phải nấu cơm ha. À, anh cũng thường nấu lắm em. Khi nào mà ba mẹ anh đi ruộng á thì anh ở nhà anh nấu. Dạ. Em dùng đi. Dạ, mời anh dùng. Mà với lại hôm nay em đi á, em chưa kịp chuẩn bị quà cho anh. Thì giả sử như có duyên thì sau này em sẽ nấu ăn cho anh chẳng hạn. Anh cảm ơn. Dạ. À, trước đây em thấy công việc anh kể là trước đây anh làm trên Sài Gòn. Rồi sau đó một thời gian anh lại về với Long An. Xong rồi sau này anh lại có ý định là phát triển sự nghiệp trên Sài Gòn hả? À, anh thì nếu trong tương lai thì anh có đủ vốn thì anh sẽ lập nghiệp. Ở đâu thì mình ở cũng được. Là anh làm ở trên Sài Gòn được mấy năm rồi, xong rồi anh mới về Long An hả? Anh làm khoảng 4 năm. À 4 năm trên Sài Gòn. Nhưng mà sao có ý định là anh lại về Long An, sao lại ngược lại về Sài Gòn ạ? À, anh thì anh thích kinh doanh á em. Anh thích kinh doanh làm chủ á. Cái đó là dự định thôi chứ anh cũng không chắc. Nếu như mà ở dưới quê anh phát triển được thì anh sẽ ở dưới quê. À, còn lúc rảnh thì em thường làm gì? Rảnh thì em thường hay coi các chương trình trên YouTube nè. Hay là em cũng sở thích là em nghe nhạc. Với lại rảnh thì em cũng thích đi gặp bạn bè tám chuyện vậy đó. Em có thích đi du lịch không? Dạ như là em cũng thích đi với bạn bè hay đi với gia đình vậy đó. Mà hiện tại thì em cũng chưa có dịp được đi nhiều. Anh thì cũng thích đi du lịch đó mà chỉ thiếu người đi cùng thôi. Em có hay về quê không? Dạ thường thường thì em cứ cách tuần em về với quê. Tại vì ở trên đây á, với quê em nó gần lắm, cũng đi tầm 2 tiếng em về với nhà. Anh thì có dịp nào anh sẽ về quê em chơi? À dạ, nếu là có dịp mời anh về quê em chơi. Vậy hẹn hò mình một tuần mình hẹn gặp nhau khoảng bao nhiêu lần? Em thấy khoảng cách của mình cũng khá xa, như anh từ Long An mà em đây lên cũng 4 tiếng. Anh thì khoảng cách thì không quan trọng. Dạ. Miễn lúc nào em cần thì anh sẽ có mặt. Mà anh lên thì anh sẽ đi xe máy à? Anh sẽ đi xe máy. À, còn cái công việc của anh là anh làm theo kiểu tự do hả anh? Anh làm theo kiểu tự do. À,
Ý là có thời gian là mình sẽ linh hoạt đúng không? Đúng rồi, thời gian linh hoạt. Còn thứ bảy chủ nhật anh có làm không hay là? À, thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh nghỉ. Dạ. Ý là mình làm là mình làm một mình hay có bạn bè làm cùng với nhau không? Anh làm một mình. Nãy giờ tôi hỏi câu này và bạn gái cũng hỏi câu này mà tôi biết bạn gái cũng chưa thỏa mãn là cái câu là ý là tại sao đang ở thành phố mấy năm rồi mà lại đi về quê, không ở thành phố nổi mà phải đi về quê, thì có phải là do là mình muốn làm chủ làm riêng, ở thành phố thì mình chưa đủ điều kiện kinh tế, mình về quê là có nhà cửa sẵn đỡ phải thuê mướn để mình về mình kinh doanh riêng mình làm chủ, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó mà nãy giờ không giải thích rõ cái ví dụ mình mạnh vốn hơn nữa, mình phát triển lên hơn nữa thì mình mới lên thành phố, còn không mình ổn định thì mình làm ở dưới quê. Ý dạ. là vậy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó. Rồi. Hồi nãy giờ chưa nghe hỏi gì về về cái quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Mình hỏi thêm những cái đó coi. Quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Dạ em quan điểm tình yêu của em là dạy như là lúc yêu thì mình nên dạy như chia sẻ, đồng cảm với lại thấu hiểu nhau. Thì mấy cái tiêu chí của em thì cũng giống của anh cũng cần một bạn gái là quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe. Yeah. Rồi bây giờ vậy chị Tường sẽ cho hai bạn có một chút cái cơ hội để mình va chạm với nhau, va chạm với nhau mà mình sẽ tìm hiểu nhau cho nó kỹ hơn. Rồi bây giờ mời hai bạn ha, mỗi người sẽ bóc một cái lá thăm của chương trình có những yêu cầu, lúc này là mình thực hiện để cho nó vui hơn, nó thân thiện với nhau hơn. Bóc đại lá đi, lựa chọn gì nữa, đọc lớn lên coi. Bạn nam hãy chỉ chủ động nắm tay và nói một lời tỏ tình lãng mạn. Rồi, mời em qua đây. Ví dụ như đây là cái người mình thích rồi đó, mình thử coi, qua nắm tay mình tỏ tình thì mình nói cái gì với cô ấy. Xin phép cô ấy cho nắm tay đi, gái bước ra. Trời ơi, cao, dễ sợ đó. Anh xin phép nắm tay em. Dạ. Anh thì thích một cái câu nói trong sách, đó là không ai trong chúng ta có thể tồn tại độc lập. Thì không ai trong chúng ta có thể thành công mà không có một nửa còn lại, thì anh cũng vậy. Thì lần đầu gặp em thì anh cảm thấy rung động. Dạ em cảm ơn anh. Là cái câu nói trong quyển sách lúc nãy hả anh? Anh nói trong một anh đọc trong một cái quyển sách khác. Rồi mời em. Rồi mời em gái bóc một lá bài của chương trình. Rồi đọc lớn lên giùm chị ha. Hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Rồi. Tật xấu hả? Em hay ngủ nướng, hay hẹn xong rồi quên giờ. Trời, người phải nhắc nhở nha. Em hay khó tính nên vậy như khắt khe với giống như đứa em gái em. Em thấy cũng vậy như là mình kiểu hay áp đặt với chị. Nhưng mà ý là đối với người thân thôi. Tật xấu của em là em ít nói ít chia sẻ. Đó, nãy nội không suy nghĩ tật xấu cũng lâu là biết ít nói chia sẻ rồi. Cái cuối cùng? Cuối cùng là thôi, anh trai giờ em tật xấu của em là gì? Cái bổ sung cho bạn gái coi. Dạ, tật xấu của em là hay thỉnh thoảng cũng hơi nóng tính một xíu, mà nóng tính theo dạng là ai làm em bực mình thì em la la thôi, mà em trong lòng thì em không có gì hết, em cũng hay quên mà quên lắm. Có nghĩa là mình cũng nóng nhưng mà ruột để ngoài da chứ mình không có để bụng, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ nói về cảm xúc tình cảm ngày hôm nay nè, em cảm nhận về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay như thế nào? Dạ, em cảm thấy bạn nữ dễ thương, xinh, thì cũng đúng là mẫu hình lý tưởng của em đang tìm. Rồi, còn em cảm nhận dạ, em thì em nghĩ anh là một người rất là cầu toàn, có chí hướng trong công việc, với lại là một người đàn ông của gia đình. Thì em nghĩ cũng sẽ rất là nhiều bạn cũng muốn tìm một nửa như thế. Rồi, bây giờ mình hát giúp vui chương trình cái cho nó vui đi. Mình đi đường xa lên đây mang theo một món quà của người dân miền Tây. Biết hát bài nào không? Hát bài tặng bạn gái, tặng chị Tường luôn. À vậy anh ấy thì nãy bạn ấy giúp em cái tật xấu rồi đó, em giúp lại. À vậy em giúp anh ha. Tại thì em hát một bài mà không có. Em hát một khúc thôi ha. Dạ em hát một khúc của ca khúc Mơ Một Hạnh Phúc. Rồi. Dạ. Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười. Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ, ước muốn luôn luôn làm anh vui. Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em. Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu. Với anh, mộng mị cho em nỗi phiền.
bao buồn vui ước mơ luôn luôn làm ân vui, lòng thầm mến ơn trời đã chôn gần em. Vậy xin hát bài. Rồi em hát hay quá. Rồi suy nghĩ ra bài hát gì chưa? Dạ chưa, em không biết hát. Dạ. Rồi không biết hát thì chị hỏi tiếp thêm nữa. Theo như em nghĩ rằng là nếu mình kết hôn với nhau hai vợ chồng thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý tài chính? Dạ theo em thì em sẽ giao cho bạn nữ quản lý tài chính. Tại sao? Em cũng là dân kinh doanh giỏi mà, sao em không quản lý? Tại thì em là quản lý tài chính rất kém thì em sẽ cần một bạn nữ quản lý tài chính giùm em. Thế em nghĩ trong gia đình con cái về giáo dục con cái ai sẽ là người làm chủ? Dạ thì đối với con cái thì sẽ là hai vợ chồng sẽ là nuôi dạy con. Rồi, hai bạn còn muốn hỏi gì nhau nữa không nè? Dạ, cô hỏi về Cát Tường. Thì giả sử như trong gia đình á, giữa em và mẹ có những cái xích mích thì dạ như anh sẽ giải hòa như thế nào? Anh sẽ không đứng về mẹ anh và hay là em, mà anh sẽ là người hòa giải cho hai người, tìm ra câu nói chung để căng thẳng đó không còn nữa. Anh sẽ là người đứng ra giải thích. Có nghĩa là em sẽ xem cái câu chuyện đó ai đúng thì sẽ đứng về phía đó. Có thể người đó là mẹ mà cũng có thể người đó là vợ. Nhưng mà ai cũng giống như mẹ anh và em, ai cũng có quan điểm riêng, không ai chịu lắng nghe thì sao? Ý là giờ anh chỉ có giống kiểu như là được chọn một trong hai thì anh sẽ như thế nào? Anh con là giống như đi thi hoa hậu mà hỏi mẹ với con rớt xuống hay mẹ với vợ rớt xuống nước thì cứu ai vậy đó? Không cứu ai hết, cứu bản thân mình trước nha quý vị nha. Tôi trả lời cho tất cả những người mà thích hỏi những câu hỏi khó, đừng bao giờ hỏi những câu hỏi đó, tại vì nó rất là khó. Cái tình huống nó rất là khó. Nếu bây giờ mà chọn mẹ đó thì là thì mất vợ rồi, mà chọn vợ thì người ta chửi là bất hiếu. Theo bạn này trả lời rất là thông minh, tại vì ai đúng thì mình theo thôi. Nếu bây giờ người nào cái vợ nói gì cũng nghe mà đổ vợ lên đầu mà không có hiếu với cha mẹ mình thì sau này làm sao giáo dục con cái? Nhưng mà nếu như mẹ mình không có chính kiến, mẹ mình sai mà cái gì mình cũng bênh vực mẹ, rồi cuối cùng thì gia đình mình ly tán. Cho nên cái người đàn ông mà bản lĩnh thì là người phải biết phân biệt đúng sai và phải có cách thuyết phục mẹ với mình, cũng như là phải có cách chia sẻ với vợ mình cho hiểu. Còn nếu người vợ mà vẫn cố tình không hiểu thì người vợ đó với mình là không hợp. Còn đối với chị thật sự, còn nếu mà nói để chọn lựa, bắt buộc chị phải chọn gia đình. Nếu như em chọn lựa giữa chồng em với ba với mẹ em thì em cũng sẽ chọn ba mẹ em, đúng không? Vậy thì em hỏi người ta câu hỏi đó, nếu như người ta trả lời chọn mẹ người ta thì em sẽ bị tổn thương. Mà nếu người ta trả lời chọn em, chưa chắc em đã thích, vì sau đó em suy nghĩ, ồ vậy này mất hiếu. Cho nên đừng hỏi câu hỏi đó nha. Em hơi lầm. Chị Tường nói hay không? Dạ hay chị. Hay, vỗ tay. Trời ơi. Rồi, thật ra đó là cái mình hỏi để chi? Mình coi cái cách ứng xử của người ta, chứ không phải là coi cái cách người ta chọn ai. Mà đúng là bạn này là một người cũng có kinh nghiệm và cái giao tiếp cũng tốt và biết cách trả lời để mà không có mất lòng ai hết, mà cũng đúng với bản thân của mình. Giống như câu hỏi hồi nãy là trả lời chưa có đúng chủ đề thì chị phải giúp em hỏi cho ra cái câu trả lời. Nhưng có những câu trả lời thì thật sự là mãi mãi mình cũng không trả lời được, tại vì có những cái nó không phải để mà chúng ta chọn lựa. Rồi, ok, bây giờ thì mời hai bạn sẽ đặt tay vào trong cái nút bấm của chị Tường. Sau 3 tiếng đếm, nếu mình đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ bấm mạnh xuống cái nút. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm xúc thì mình có quyền nghe theo cái mách bảo của con tim mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 Dạ, em cảm thấy bạn nữ dễ thương, xinh, thì cũng đúng là mẫu hình lý tưởng của em đang tìm. Với lại là một người đàn ông của gia đình, rất là nhiều bạn cũng muốn tìm nữ như thế. 3 Hết thời gian. Sao em gái là không bấm? Để em xin lỗi anh. Ừ, cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc của em thì nói chung là tính cách của anh thì em cảm thấy anh là một người đàn ông cũng khiến bao người phụ nữ muốn tìm kiếm. Nhưng về cảm xúc của em hiện tại lại con tim em chưa rung động. Cái điều gì mà em cảm thấy giữa hai người là nó không tương hợp, phù hợp? Dạ, không ở vấn đề gì nhưng mà em không biết con tim em nó chưa được. Chứ em có ngại xa không? Dạ, xa thì từ đây về Long An thì cũng muốn tiến nên cũng không phải là khoảng cách xa lắm. Dạ, do đó thì mình chưa rung động, dạ, đúng không? Dạ. Rồi, ok, mời hai bạn đứng lên. Không sao cả. Cảm xúc của em như thế nào? Em cảm thấy như thế nào? Dạ, em cũng hơi buồn. Hơi buồn một xíu ha. Chị thấy rằng em cũng là một chàng trai rất là nhanh nhẹn, tháo vát và cũng chân thành.
có thể là tình, cái tình duyên thì mình không có miễn cưỡng được, cái cảm xúc mỗi người mỗi khác. Có thể em có sự rung động nhưng bạn gái chưa có, thì hôm nay có thể cái duyên mình chưa tới, nhưng mà biết đâu thì cái duyên của mình nó sẽ tới trong một lúc nào đó gần đây thôi. Và khi chương trình này phát lên, có thể có những người bạn trai thích em sẽ liên hệ với em, có những người bạn gái thích em thì người ta sẽ liên hệ với em. Đây là một chàng trai đã thành công trong cái công việc, trong cái sự nghiệp của mình, và có những cái đường hướng phát triển rất là chắc chắn. Hay tưởng tin rằng giống như bạn gái chia sẻ, cũng là nhiều cô gái mong muốn được kết đôi với em ha. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, nếu như mình muốn kết nối với hai bạn tham gia chương trình ngày hôm nay thì mình có thể liên hệ với chương trình quý vị nha. À đúng rồi, chị là Mai. Dạ rồi, chị tên Yến đúng không chị ha? À đúng rồi, chị tên Yến. Dạ, chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha, họ tên, tuổi và công việc quê quán nha chị ha. À chị tên là Nguyễn Phượng Yến. Dạ. Năm nay là chị sinh ngày 1 tháng 8 1964. Dạ. Nghề nghiệp của chị là làm thợ may mấy chục năm rồi. Dạ. Chị đang may ở đâu chị ha? Chị may tại nhà chị. Chị là ở đâu ấy ạ? Ở Sài Gòn đúng hả chị hả? À đúng rồi, nhà chị ở phường 5 Tân Bình. Dạ. Rồi, chị đang sống với ai hả chị? Hiện tại thì chị đang sống với một đứa con trai chưa có gia đình, với lại một bà chị họ với một đứa cháu gái. Dạ. Rồi chị ơi, điện thoại điểm yếu của chị là cái gì hả? Em nói sao em? Điểm mạnh điểm yếu của chị á, chị có điểm mạnh điểm yếu gì không ấy? Yếu mặt điện thoại chị hả? Chị xài mạng. Không, điểm mạnh điểm yếu của chị. À sorry em. À chị thì nói chung là cũng không có điểm gì mạnh mà cũng không có điểm gì yếu, nhưng mà đại khái như là chị sống thì chị biết vì mọi người, tính cách chị nói chung là nó cũng có hơi khó tánh một tí. Khó tánh ở cái cách ứng xử với trong cuộc sống của mọi người đó. Cái điểm mạnh của chị là rất là dễ tha thứ, tức là chị giận ai dù do giận cách mấy đi chăng nữa, hay là người đó có làm tổn thương chị cách mấy chăng nữa, thì một khi mà người ta biết lỗi với mình, hay là người ta mình cảm nhận như người ta biết lỗi với mình là coi như chị tha thứ, chị không có để bụng. Đó là chị nghĩ ra đây cũng là một cái điểm mạnh của chị, tức là sống biết tha thứ, biết vì mọi người, đó là cái điểm mạnh của chị. À, còn cái điểm yếu chị nghĩ là chị có hơi nóng tánh một chút. Nóng tánh đây có nghĩa rằng là cái sự việc gì mà nó đến với chị mà chị không thích đó, thì chị hay có cái sự nói thẳng, nói thật và nói thẳng, xong rồi là chị buông, chứ chị không có để bụng mình. Mình không để bụng mình, nhưng mà người khác có để bụng mình không chị? Nói chung là nếu mà theo chị nghĩ á, với cái tính cách sống của chị thì 10 người là đã hết người, 9 người là yêu mến chị rồi. Chị biết cách sống, nói chung là như vậy. Dạ, chị về cái tình trường của chị đi, chị ly hôn bao nhiêu lâu rồi? Ly hôn đến nay là coi như là từ ngày 23 tháng 6 năm 2004. Cũng gần này. Tại sao mình lại ly hôn chị ha? Con chị mà hôm nay chị nói năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Con gái chị 34 tuổi, lấy chồng có gia đình ở riêng rồi. Con trai chị thì nó cũng 28 tuổi, nhưng mà nó đang ở nhà, nó sống chung với chị đó. Dạ. Chưa lập gia đình hả chị? Chưa, thằng con trai chưa lập gia đình. Dạ. Rồi, thế thì cái cuộc hôn nhân của chị thì kéo dài được bao nhiêu lâu và tại sao mình lại chia tay chị ha? Cái cuộc hôn nhân của chị á, là nói chung là ngày xưa chị thời con gái á, chị quen ảnh năm chị 19-20 vậy đó, 18-19 vậy đó. Năm 82 á, chị cũng biết lúc đó là mình 19-20 vậy, chị không biết, nhưng mà đại khái là năm 1982. Thì chị đã quen ông xã chị rồi, xong rồi tới năm
26 tuổi là năm 1988 thì tụi chị mới kết hôn. Kết hôn mình tắm tới năm có hai mặt con cho tới năm 2004 đó. Là vì nó bất đồng những cái quan điểm rồi. Nói chung là nó có nhiều cái nó làm cho mình bức bách. Chứ chị là một người phụ nữ rất là chung thủy. Chị cảm thấy nó không còn cái sự yêu thương mình, thích hợp với mình. Cho nên lúc đó cái sự uất ức của chị nhiều quá nên chị đưa đơn ly hôn. Đưa đơn ly hôn thì người chồng mình cũng chả thương tiếc một cái gia đình ký luôn. Ký luôn thì coi như chị ly hôn từ đó tới nay chị không có bước thêm bước nào nữa trơn á. Tuy nhiên là nó có một cũng có một hai cuộc tình cũng đáng ghi nhớ trong 20 năm mà em. Mình là phụ nữ mà. Thì cũng chỉ làm một hai người bạn tình vậy thôi. Chứ chị thì không có bước thêm một bước nào nữa hết. Nhưng mà vậy thì cái động lực nào để ngày hôm nay chị đăng ký tham gia chương trình? Thì chị nói cho em nghe. Thật sự thì bao nhiêu năm nay, 20 năm nay chị sống, chị gồng gánh cái gia đình. Chị là một người mẹ mà cũng là gồng gánh giống như một người cha. Thì chị không có thích bon chen. Cuộc sống chị là chị rất sống rất là bình dị. Tuy rằng là cái việc chị, nghề nghiệp chị là chị phải có những cái trao dồi, trao chuốt cho cái bản thân. Nhưng chị là người phụ nữ không thích xe xua mà ra đời. Chị cũng không có muốn quen cái người đàn ông nào á. Nếu như cái người đó mà mình cảm thấy nó không có duyên hay có cảm tình với mình, chị nói chung là chị không có trêu ghẹo ai hết. Mà cũng ai trêu ghẹo thì với chị thì cũng khó lắm. Nhưng cái này là cái động lực mà ngày hôm nay mà chị được em phỏng vấn á, là tại vì nó như thế này. Chị có cái đứa cháu mà nó đăng ký cho chị đó. Cái đứa cháu mà nó lên chương trình, nó đăng ký cho chị đó, nó cũng như là cháu nuôi thôi. Nó biết chị năm thì nó cũng hay tới lui nhà chị. Chứ nó bảo là cô ơi, con thấy cô sống như vậy á, nó cũng buồn tẻ. Cho nên cũng có một người chị bạn, một ngày hôm đó cũng có người chị bạn, cô bé đó cứ đốc thúc chị bảo là thôi lên chương trình của chú Quỳnh Linh tìm một nửa yêu thương đi. Thì tự nhiên là cái ngày hôm đó cũng không biết sao duyên phận gì mà tự nhiên chị cũng cảm nhận như nó vui vui đó. Nó vui vui thì chị mới bảo ừ thôi kệ nó, nếu mà mình lên mà mình có được một cái nửa yêu thương hợp với mình á, thì nó cũng là nó cũng đồng cảm được cái sự tiếp nối. Còn chừng chục năm nữa thì mình cũng lên đường mất tiêu rồi. Thì cho nên là chị bạn của chị với lại cô cháu nuôi á, cũng đốc thúc chị. Thì cho nên chị lên chỉ thế thôi. Dạ, bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như thế nào? Cái mẫu người đàn ông mà chị muốn tìm á, thì thật ra là thì chị cũng nói ngắn gọn là cái thứ nhất á, là tầm dáng dốc nó cũng phải tương xứng với chị. Có nghĩa rằng là chị cao có 1m55 thôi, nhưng mà ví dụ người đó đi bên cạnh chị nó cũng tương xứng, là nó sạch sẽ, tươm tất, lịch sự. Đó là nói về cái ngoại hình. Còn nói về tính cách á, thì sống biết đồng cảm, biết chia sẻ, biết yêu thương mọi người vì mọi người. Đừng có ích kỷ, đừng có cái sự ích kỷ nhỏ nhen. Đàn ông mà có cái sự ích kỷ nhỏ nhen hoặc là keo kiệt quá thì gì, nói chung là chị không thích. Còn cái vấn đề ví dụ như là tương xứng với mình á, chị thì chị cũng có nhà có cửa. Cái người đó dù là ở đâu, ví dụ như nói chung là ở miệt quê thì chị không có thích đâu. Tại vì em là đang ở trong thành phố này giống như chị đúng không? Đúng rồi, ở miền quê thì chị không thích đâu. Rồi về tuổi tác thì sao chị? Tuổi thì gì bỏ hả? Chị có nói với con bé cháu chị đó, chị thì chị hay phong thủy lắm. Hay cái người đó con đại khái như là nếu mà được cái tuổi lớn chị tầm 5 tuổi trở lên. Từ 2 tuổi cho tới 5 tuổi trở lên.
còn cũng đừng có đại khái như già quá thì chị cũng không thích, mà nhỏ hơn chị hoặc là bằng tuổi thì chị biết cũng không thích. Đó, đại khái là vậy, đây là chị nói cái cách đại khái là vậy. Cái nhà chị đang ở là nhà chị hay là nhà của gia đình chị luôn? Nhà của chị. Dạ. Dạ rồi. Về về ngoại hình thì nãy chị nói là chị cao 1m55 thì bạn trai cũng phải tầm từ 1m63-65 trở lên đúng không? 65 trở lên. Dạ. Mà công phải việc thì sao chị ha? Tự là tay chân là phải sạch sẽ, ăn bận lịch sự. Có một chút khôi hài trong cái cuộc sống chứ, ví dụ như bây giờ giàu giàu nghèo quá, nói chung là nghèo quá thì đến với mình cũng không, nó cũng là cũng không được, mà giàu quá thì chị cũng chẳng cần. Ủa chị Yến thường may những cái sản phẩm nào chị? Chị may tất cả luôn hả? Đầm áo thì sơ mi các thứ luôn hả? Chị là chị chuyên đầm á. Chuyên đầm nữ đúng không? Chị chuyên đầm phụ nữ á. Với lại thỉnh thoảng thì cũng có, đó là chuyên đầm thôi, còn có những người khác thì thí dụ như may áo kiểu, may quần tây gì thì chị cũng có nhận cho thợ chị làm, nhưng mà để ông ta chị chuyên đầm. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Yến ha. Chị là Phương Yến hay Phượng Yến nhỉ? Chị là Phượng Yến. Dạ rồi. Em cảm ơn chị Yến ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Có người phù hợp, có lịch ghi hình phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với chị để làm nội dung và... Chị Thanh Phụng, sinh năm 76 là 48 tuổi. Yeah. Chị Sài Gòn đang ở nhà ở quận 11, chỗ Đầm Sen á. Yeah. Chị là bên kinh doanh. Lúc trước chị làm bên bất động sản á. Bây giờ chị cũng về sức khỏe. Rồi buôn bán những cái đồ ăn uống tại nhà. Ừ, là đồ ăn gì chị? Thực phẩm chức năng hay là sao á? Không, chị làm về sức khỏe, nó về công nghệ. Còn đồ ăn giống như chị bán trà sữa với bán quán nước ở nhà đó em. Dạ. Yeah. Rồi. Thì nói chị... một chút về cái đường tình duyên của chị đi ạ. Chị từng kết hôn chưa? Tình duyên của chị nói chung là chị bị trắc trở, là giống như là năm... Mình nói từ đầu luôn hả em? Mình nói dạ, từ đúng đầu. Rồi chị, đúng rồi chị cứ chia sẻ giùm em. Thì chị là trên cương vị là hồi đó chị là bên mai mối. Năm 18 tuổi chị lập gia đình về quận 10 á. Thì chị được hai cháu. Được hai cháu là cháu hai thằng con trai. Năm 2010 thì chị chia tay vì không có hợp á. Rồi xong mới lấy tới là chị năm 2014 là chị kết hôn một lần nữa mà có một bé gái. Xong rồi 2019 là chị lại chia tay một lần nữa. Rồi năm nay thì tự nhiên là hôm chị đi thi chương trình mà mẹ chồng nàng dâu á, chị có hai con dâu rồi. Thì con dâu chị nó đăng ký bên chương trình này nè. Hôm qua nó nói mẹ có gì bên chương trình gọi mẹ ngồi nói chuyện với chương trình. Thì chị cũng mong ước là chị có bé gái nhỏ mới có 9 tuổi thôi. Thì cháu đi đâu đi học á, chị cứ nói là sao người ta có ba mà con không có ba. Rồi chị cũng cần là một người đó, người đàn ông lớn tuổi hơn chị hoặc nhỏ hơn 4-5 tuổi gì cũng được, để cũng như là nửa đời còn lại mình là để là một bạn, để là một cái gì để chia sẻ, rồi cho con gái chị nó có một người cha để là yêu thương nó như đi ra đường, để nó không có bị họ thẹn với bạn bè. Bạn gái chị, con bé gái đó là mới 9 tuổi nhưng mà nó rất là hiểu chuyện á. Thì chị cũng mong tìm một người nào đó để cho cùng đồng hành đi với chị nửa đời còn lại. Là hiện tại là chị có mấy người con? Chị có 3 người con em. Dạ. Con lớn bao nhiêu tuổi rồi? Là 28 tuổi. Sống nhau. Con trai lớn chị thì sống ở riêng, nhà ở bên quận Bình Tân. Con trai nhỏ thì đang sống với chị ở quận 11. Rồi còn đứa nữa là chị là bao nhiêu tuổi chị đang với chị? Chị ở với con trai lớn, trai nhỏ, trai thứ hai á, với con dâu với chấp của chị. Với bé gái trai thứ hai cũng có gia đình rồi đó đúng không chị? Đúng rồi, hai con trai lớn chị là đã có gia đình rồi, bây giờ chị chỉ còn bé nhỏ thôi. Thì con dâu chị đó thấy chị á là giống dạng suốt ngày cứ đi làm,
rồi cũng dặn như cũng nhiều người quan tâm, cũng dặn muốn muốn cùng chị nhưng mà chị không có đủ duyên hay gì đó thì nó nên hôm mà đăng ký mẹ chồng nàng dâu á thì yeah. Nó nói là anh Nguyễn Linh nói thôi gì đăng ký bạn muốn hẹn hò là chị đã tham gia mẹ chồng nàng dâu chưa? Rồi ra rồi em. Tập nào chị, tập mấy chị? Tập 351. Dạ. Ừ, rồi xong cái con dây dâu chị nó đăng ký, cái chị nó ủa sao đăng ký, nó nói hôm nay mẹ ở nhà đi rồi con đi công việc cho mẹ, thì nó ủa là sao, nói một lát chương trình có gọi á thì mẹ chỉ nói chuyện với những ước nguyện của mẹ muốn cái gì và như thế nào mẹ cứ chia sẻ với chương trình là được. Rồi ok chị, rồi vậy nếu vậy thì được rồi. À, bên em nếu mà được chọn đó này, tụi em tìm được người phù hợp á thì tụi em sẽ liên lạc lại với mình nha. Dạ. Chị cảm ơn em nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Dạ.